Máy lọc nước của A.O. Smith là dòng máy lọc nước duy nhất ứng dụng công nghệ RO Sidestream trên thị trường hiện nay. Với thiết kế tinh tế, hiện đại và sử dụng công nghệ màng lọc RO Sidestream bản quyền Mỹ, sản phẩm A.O. Smith giúp tăng thêm 66% lượng nước tinh khiết, giảm 56% lượng nước thải, kéo dài tuổi thọ màng lọc RO lên tới 3 năm, loại bỏ 99,99% kim loại nặng, virus, vi khuẩn, đảm bảo cho gia đình bạn nguồn nước luôn tinh khiết, an toàn. Để lắp đặt hoàn thiện một sản phẩm A.O. Smith, kỹ thuật viên A.O. Smith cần thực hiện 9 bước như sau. Bước 1. Chuẩn bị dụng cụ lắp đặt và sản phẩm. Bước 2. Kiểm tra điều kiện lắp đặt. Bước 3. Thống nhất vị trí đặt máy, đặt vòi với khách hàng. Bước 4. Mở máy, kiểm tra linh phụ kiện kèm máy cùng với khách hàng trước khi lắp đặt. Bước 5. Tiến hành lắp đặt. Bước 6. Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy. Bước 7. Hướng dẫn khách hàng sử dụng. Bước 8. Lập phiếu dịch vụ và kích hoạt bảo hành cho khách hàng. Bước 9. Dọn vệ sinh khu vực làm việc, chào tạm biệt khách hàng và ra về. Bước 1. Chúng ta cần chuẩn bị dụng cụ lắp đặt và sản phẩm. Bước 2. Kiểm tra điều kiện lắp đặt và những điểm cần chú ý như sau. Nơi đặt máy cần phải khô ráo, thoáng khí. Nơi đặt vòi cần tránh, hạn chế tiếp xúc với các chất tẩy rửa. Đảm bảo đường nước vào của máy kết nối với đường nước thường, nhiệt độ từ 5 đến 38 độ C, không được kết nối với đường nước nóng sẽ gây hỏng màng lọc. Áp lực cấp nước cần phải đảm bảo từ khoảng 0,1 đến 0,35 MPa, tương đương độ cao 6m đến 35m. Trong trường hợp không đủ áp lực nước, cần tư vấn cho khách hàng lắp thêm bơm tăng áp. Đảm bảo đường điện kết nối với máy có điện áp 220V 50Hz. Để đo áp lực nước, chúng ta cần thực hiện 1. Khóa nước tổng. 2. Lắp van chia 3 cổng. 3. Đo áp lực nước. Hướng dẫn cụ thể để đo áp lực nước như sau. 1. Khóa nước tổng. 2. Lắp van chia 3 cổng. Tháo đường ống nước lên chậu rửa của nhà khách hàng. Lưu ý, chuẩn bị xô hướng nước dư trong đường ống để đảm bảo vệ sinh hoặc sử dụng một đầu nước chờ có sẵn để tiến hành lắp van chia 3 cổng. Có 2 loại van: van liền, khớp kết nối phi 21 và khóa van bi liền một khối. Trên khớp kết nối có một đầu là gen cái, một đầu là gen đực. Tùy từng trường hợp nhà khách hàng mà ta lựa chọn đầu gen để kết nối vào đường nước. Van rời, khớp kết nối phi 21 và khóa van bi rời nhau. Trên khớp kết nối có một đầu là gen cái, một đầu là gen đực. Ta lựa chọn đầu gen phù hợp để kết nối vào đường nước nhà khách hàng. Khớp kết nối phi 21 và khóa van bi được kết nối với nhau bằng gen. Các bạn lưu ý, quấn băng tan từ 8 đến 10 vòng. Lưu ý về đầu đường nước nhà khách khi kết nối van. Nếu miệng ống cút phẳng, không cần quấn băng tan. Trường hợp miệng ống cút không phẳng, cần quấn băng tan từ 10 đến 15 vòng. Đủ điều kiện thì chuyển sang bước tiếp theo. 3. Đo áp lực nước. Kết nối đồng hồ đo áp lực nước vào đầu khóa van bi để đo. Lưu ý khi đo, chúng ta mở khóa van bi để đo. Đủ điều kiện thì chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Thống nhất vị trí đặt máy, đặt vòi với khách hàng. Kỹ thuật viên trao đổi, hỏi về nhu cầu khách hàng, tư vấn và thống nhất vị trí phù hợp cho việc lắp đặt và sử dụng. Bước 4. Mở thùng máy, kiểm tra linh phụ kiện kèm máy cùng khách hàng trước khi lắp đặt. Bước 5. Tiến hành lắp đặt. Mở máy, tiến hành lắp đặt lõi RO. Tháo nắp cốc RO. Đeo găng tay thực phẩm. Cắt túi ni lông đầu 4 răng. Mở túi. Một tay giữ cốc RO, một tay đẩy dần lõi RO từ túi ni lông vào cốc. Dùng đầu ngón tay ấn mạnh lõi.
tiến hành lắp đặt lõi tiền lọc. Lắp một hoặc hai gioăng cao su trên miệng của cốc tiền lọc. Lưu ý, chỉnh gioăng cao su cho phẳng, tháo ni lông, đưa lõi lọc vào trong cốc, đẩy và xoáy chặt nắp. Đối với dòng A1, A2, M2, chúng ta phải bắt cút gen vào nắp cốc, quấn băng tan 8 đến 10 vòng quanh cút, vặn đóng nắp cốc. Đối với dòng Z4, Z7, sử dụng cút nối nhanh, cắm đường nước vào, đường nước ra của cốc tiền lọc. Bắt vít giá treo cốc tiền lọc. Lắp đèn UV, tháo ốc vít ở nắp nhựa bảo vệ, sau đó kéo ống inox, mở nắp cao su để lấy cáp điện, kết nối vào bóng đèn UV, linh kiện đi theo máy. Khi kết nối xong, luồn bóng đèn vào trong ống inox, đóng nắp cao su, đưa ống inox về vị trí ban đầu, đóng nắp nhựa và vặn vít. Kết nối đường nước thải. Lưu ý kết nối đường nước thải có 2 trường hợp. Trường hợp 1, đường nước thải dạng ống cứng. Chúng ta khoan một lỗ phi 6 tại vị trí phù hợp lên đường ống nước thải, dán miếng đệm đi kèm để chống rò rỉ. Gắn kẹp giữ bằng 2 đai ốc, cắt vát đường nước thải và cắm sâu vào khoảng 1,5 cm, vặn chặt đai ốc vào kẹp giữ. Trường hợp 2, đường nước thải dạng ống mềm. Đưa dây nước thải vào cùng với ống si phông mềm và ống thoát sàn. Lưu ý đường dây nước thải phải được giữ cố định bằng dây thít. Kết nối nước cấp. Một đầu dây nước cấp kết nối với van chia 3 cổng, một đầu dây nước cấp kết nối với máy. Kết nối bình áp đối với sản phẩm U2. Trên thân máy U2 có một đường chờ sẵn để kết nối vào bình áp. Dùng một đoạn dây kích thước phù hợp từ máy đến bình áp và kết nối. Dùng đầu cút gen đi theo máy, kết nối vào bình áp. Quấn 4 đến 5 vòng băng tan trên đầu gen của bình áp. Sau đó lắp ráp và kết nối dây nước. Lắp đặt vòi gồm vòi cơ và vòi điện tử. Lắp vòi nước cơ. Khoan một lỗ phi 14mm ở vị trí thích hợp và đặt vòi nước vào. Lấy miếng đệm gắn vào thân vòi theo thứ tự như sau: miếng trục bằng inox và miếng đệm nhựa có rãnh nằm phía trên mặt chậu, hai miếng đệm cao su và đệm sắt nằm phía dưới mặt chậu, đai ốc nằm dưới cùng để siết chặt vòi vào chậu. Lắp vòi nước điện tử. Có hai loại vòi điện tử: vòi đế dạng xoáy và vòi đế dạng sập chốt. Khoan một lỗ phi 20-30mm, luồn dây tín hiệu của vòi nước vào đế vòi nước, luồn tiếp dây tín hiệu qua lỗ đã khoan và luồn tiếp vào đệm cao su và đệm sắt. Lồng miếng đệm cao su vào đệm sắt, dùng hai con ốc đi kèm phụ kiện để kết nối đế vòi nước và đệm sắt. Luồn dây nước tinh khiết qua lỗ của đệm sắt, lỗ đã khoan và đế vòi nước để kết nối với bộ phận chính của vòi nước. Lắp bộ phận chính của vòi nước vào đế vòi nước. Cuối cùng, kết nối dây tín hiệu với máy. Xả bụi carbon trừ model U2, U3. Có 2 bước. Bước 1, xả lõi GAC hoặc CB. Bước 2, xả lõi Silver GAC hoặc PAC. Kết nối toàn bộ đường nước cấp, nước tinh khiết lên vòi, nước xả thải và cắm điện. Ở đầu nước ra của lõi GAC, CB, Silver GAC, PAC thì kết nối một đường ống cho chảy ra ngoài. Lưu ý, hướng vào chậu để đảm bảo vệ sinh. Bước 6. Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy. Kiểm tra lại toàn bộ các đầu cút nối bằng cách giật mạnh các đầu dây, cắm điện và mở nước cấp để máy hoạt động. Kiểm tra rò rỉ và xử lý khi có rò rỉ. Các bước xử lý khi có rò rỉ như sau: tháo bo màn hình, tháo, tách bộ phận cảm biến, lau khô hoặc sấy khô bộ phận cảm biến và các khu vực bị rò rỉ.
đặt lại bộ phận cảm biến và lắp lại bo màn hình. Bước 7. Hướng dẫn khách hàng sử dụng. Bước 8. Lập phiếu dịch vụ và kích hoạt bảo hành cho khách hàng. Bước 9. Dọn vệ sinh khu vực làm việc và chào tạm biệt khách hàng.